Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin cuối tuần hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Trong chuyên mục Điểm tin hôm nay, chúng tôi sẽ điểm lại những tin đáng chú ý trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị Ủy ban Nhân dân thường kỳ tháng 10 năm 2014. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều cho rằng sự cần thiết phải xây dựng đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp, vì hiện nay hầu hết các hợp tác xã đã ngừng hoạt động, làm ăn không hiệu quả, chất lượng phục vụ chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, thậm chí còn làm mất lòng tin đối với nhân dân. Xuất phát từ tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hiện nay, rất cần loại hình hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình mới, có vốn và phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, đáp ứng nhu cầu của dân như cung ứng kịp thời các loại giống, phân đạt chất lượng và bao tiêu sản phẩm. Cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, có số lượng xã viên tham gia, đánh giá doanh thu hàng năm thu nhập người lao động. Về công tác diễn tập phối hợp với hoạt động chiến đấu trị an cụm 3 quy mô cấp huyện và xã, dự kiến diễn ra trong tháng 11 tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lam Sơn, các xã Minh Tiến, Minh Sơn và Lam Sơn. Các thành viên tham dự hội nghị tập trung nhiều về việc thảo luận đánh giá báo cáo dự thảo tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đặc biệt đi sâu phân tích đánh giá đúng mức các chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu đạt được, đánh giá từng lĩnh vực cụ thể trong phát triển kinh tế như sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng. Từ đó so sánh với kế hoạch đề ra, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, công tác an sinh xã hội. Đối với công tác văn hóa xã hội, thông tin tuyên truyền, giáo dục, y tế, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt hạn chế. Về phần kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, các đại biểu thống nhất cao với báo cáo về các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng 14,3%, cơ cấu kinh tế, nông lâm nghiệp, thủy sản 30,5%, công nghiệp và xây dựng 33,5%, thương mại dịch vụ 36%, sản lượng lương thực có hạt bình quân là 60.220 tấn, lương thực bình quân đầu người là 396 kg trên người trên năm, thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng trên người trên năm, trồng rừng tập trung 500 ha trên một năm, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 5% trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 882,5 tỷ đồng, số xã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2020 là 4 trên 22 xã, bằng 18%. Ngoài ra còn một số chỉ tiêu về phát triển xã hội, quốc phòng an ninh cũng được hội nghị quan tâm thảo luận kỹ. Kính thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giúp lao động các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa đi làm việc tại Đài Loan theo quyết định 71 QĐ-TTg có thêm các kiến thức, trang bị những kỹ năng và học nghề cơ bản để phục vụ cho việc lao động khi đi xuất khẩu. Trong tuần qua, tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai giảng lớp dạy nghề ngoại ngữ giáo dục định hướng cho lao động các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa đi làm việc tại Đài Loan. Lớp dạy nghề ngoại ngữ giáo dục định hướng được học trong thời gian 3 tháng. Trong quá trình học, các học viên được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở và chịu sự quản lý của trường trung cấp nghề. Tại buổi lễ khai giảng, đại diện cho công ty cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch TTLC đã giới thiệu cho các học viên về các chế độ chính sách hỗ trợ của công ty đối với người lao động đi xuất khẩu. Cam kết của công ty với người lao động và lãnh đạo sở lao động về việc đảm bảo cho người lao động sau khi hoàn tất việc học nghề có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sẽ được tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để đi xuất khẩu lao động sớm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm mục tiêu thảo luận và nêu giải pháp xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, xã ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá lại thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xã, thị trấn. Hiện nay, Ngọc Lặc có 139.109 người, có 21 xã và 1 thị trấn. Công chức xã được biên chế 514 người,
trong đó về trình độ chuyên môn, sau đại học có 2 người, đại học cao đẳng 55 người, trung cấp 128. Về trình độ lý luận, cử nhân cao cấp 4 người, trung cấp 205, sơ cấp 14. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã toàn huyện có 400 người, phần lớn là cấp phó các tổ chức đoàn thể cấp xã. Mặc dù không chuyên trách, nhưng đã có 14,85% người có trình độ đại học, 8,48% cao đẳng, 46,15% trung cấp. Tuy chế độ phụ cấp thấp, không có thêm khoản hỗ trợ nào từ địa phương, nhưng đội ngũ cán bộ không chuyên trách xã nhiệt tình tận tụy với công việc, tích cực tham gia mọi hoạt động của xã thị trấn, có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của xã thị trấn. Nhìn chung những năm qua, đội ngũ công chức được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng đội ngũ cán bộ được cải thiện là điều kiện để nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Từ thực trạng cán bộ công chức và người không chuyên trách cấp xã thị trấn, hội thảo đã tập trung vào triển khai đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng và công tác sử dụng cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tại hội nghị đã trao đổi những vấn đề liên quan đến cơ chế công chức xã và cán bộ không chuyên trách, những bất cập mâu thuẫn, chỉ ra thực trạng cán bộ cấp xã, cơ cấu cán bộ, chức danh. Đối với cán bộ không chuyên trách, các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được đề cập và đưa ra thảo luận. Từ đó có những đề xuất kiến nghị sửa đổi nhằm đảm bảo được các chế độ đối với đội ngũ công chức xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Hội thảo đã làm công tác điều tra xã hội học, đánh giá thực tiễn và nghiên cứu đưa ra những giải pháp tối ưu việc tuyển dụng cán bộ công chức xã thị trấn nhằm xây dựng công chức xã đủ mạnh, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến, một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả là giúp nước bạn Lào tham gia chiến đấu, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 65 năm đã qua, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày truyền thống, những người lính lại có dịp ôn lại truyền thống của mình. Trong tuần qua, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống tại huyện Ngọc Lặc. Trong không khí ấm tình đồng chí đồng đội, Ban Liên lạc tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 65 năm qua. Sau những tháng năm dài tham gia hoạt động cách mạng, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, một bộ phận của quân đội Việt Nam được thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả là trực tiếp giúp cách mạng Lào tham gia chiến đấu và đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần quan trọng vào sự ổn định toàn bộ tình hình đất nước Lào năm 1987. Tháng 10 năm 1987, toàn bộ bộ đội quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào được trở về Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh quốc tế cao cả và sự chiến đấu anh dũng hy sinh cùng những chiến công hiển hách của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào được ghi vào trang sử chói lọi của nước bạn Lào anh em. Về với cuộc sống đời thường, từ khi được thành lập, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào huyện Ngọc Lặc đã động viên đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng phát triển, nhắc nhở nhau giữ vững và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ. Từ đó đã có nhiều hội viên là tấm gương tiêu biểu trên mặt trận chống đói nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống là dịp để các đồng chí nguyên là chiến sĩ quân tình nguyện Lào được gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau, đồng thời cũng là dịp để họ có được bày tỏ tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất với huyện, với mong muốn Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào của huyện Ngọc Lặc ngày càng hoạt động có chiều sâu và có kết quả tốt nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, cũng trong tuần qua, thực hiện đề án củng cố và đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn huyện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu niên, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, chính trị, tư tưởng, trình độ kỹ năng của cán bộ đoàn, từ đó chất lượng cán bộ đoàn viên được nâng lên một bước, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.
Trong tuần qua, Huyện Đoàn Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án và báo cáo đề dẫn thực trạng phong trào thanh niên phát triển kinh tế. Yêu cầu của đề án là khảo sát đánh giá thực trạng bộ máy tổ chức cơ sở, chi đoàn, chi hội, xây dựng đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đúng với chức năng nhiệm vụ của tổ chức đoàn. Đặc biệt tìm ra các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với đoàn nông thôn, đoàn các cơ quan và trường học để tạo sự hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong tham gia các hoạt động đoàn, đảm bảo tính khả thi của dự án. Về phong trào thanh niên phát triển kinh tế, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, đoàn viên thanh niên huyện nhà đã đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, đã xuất hiện nhiều điển hình cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác lập thân lập nghiệp, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện những công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào sáng tạo trẻ, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế đã tạo động lực cho tuổi trẻ hăng say lao động, yêu nghề, có ý chí vươn lên thoát nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi, thích ứng nhanh với nền kinh tế thị trường. Toàn huyện đã có 112 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có thu nhập 50 triệu đồng trở lên, trong đó có 58 mô hình sản xuất nông nghiệp, 20 mô hình sản xuất công nghiệp, 34 mô hình dịch vụ thương mại. Theo đó đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 180 lao động và 300 lao động thời vụ, tiêu biểu như đoàn viên Quách Văn Tùng, xã Ngọc Liên, Đinh Văn Điều, xã Quang Trung, Phùng Gia Thường, xã Kiên Thọ, Phạm Văn Châu, xã Thúy Sơn. Để phong trào thanh niên phát triển kinh tế xung kích xây dựng nông thôn mới, trong những tháng cuối năm và các năm tới, đoàn các cấp tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên, những chi thức trẻ chưa có việc làm ổn định, phát huy những kiến thức được đào tạo, ý chí khát vọng của tuổi trẻ, để phát huy tiềm năng thế mạnh của gia đình và địa phương phát triển kinh tế trang trại, kinh doanh tổng hợp, làm giàu cho gia đình và xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin đáng chú ý trong tuần qua và chuyên mục điểm tin cuối tuần hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.